Theo thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều nay thì bão số 12 đã làm ít nhất là 29 người chết, 29 người mất tích, hơn 1.000 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Và hiện thì công tác khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại đang được các địa phương tích cực triển khai. Cụ thể, trong đó tỉnh Quảng Ngãi 2 người, Bình Định 3 người, Khánh Hòa 16 người, Lâm Đồng 3 người, Đắk Lắk 1 người, 4 người sự cố tàu vận tải. Khánh Hòa là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất khi có tới 16 người chết. Ngoài số người chết thì hiện còn 29 người mất tích, trong đó Bình Định 4 người, Phú Yên 1 người và 24 người do sự cố tàu vận tải. Bão số 12 cũng làm 1.015 căn nhà sập đổ hoàn toàn. Trong đó Khánh Hòa là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi có tới 691 nhà bị đổ sập. Bên cạnh đó thì hơn 43.000 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng. Trong đó Khánh Hòa có hơn 29.000 căn, Phú Yên là hơn 12.000 căn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão khiến nhiều tỉnh Nam Trung Bộ có mưa lớn, khiến hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập nặng, gần 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị cuốn trôi. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mặc dù đã chủ động lên phương án đối phó, tuy nhiên một số địa phương vẫn còn tâm lý chủ quan, đặc biệt là việc buông lỏng quản lý khi để tàu vận tải hoạt động lúc xảy ra bão. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều người chết trong cơn bão này.